Công ty của ca sĩ Quang Lê vừa ký hợp đồng độc quyền với cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi, ngôi sao từ cuộc thi The Voice. Hợp đồng có thời hạn trong vòng 2 năm, bao gồm về hình ảnh, show diễn và nhiều hoạt động khác. Theo đó, thì công ty Quang Lê sẽ độc quyền về hình ảnh, giọng hát, các show diễn, các hợp đồng quảng cáo và thu âm băng đĩa nhạc, kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ của Phương Mỹ Chi. Á quân giọng hát Việt nhí sẽ được đào tạo để hoàn thiện khả năng ca hát mà vẫn không bỏ lỡ các buổi học tại trường. Và sắp tới đây thì ca sĩ Quang Lê và Phương Mỹ Chi sẽ có 2 đêm diễn chung vào ngày 16 đến 17 tháng 10 tại phòng trà Huy ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Quang Anh, quán quân giọng hát Việt nhí cũng đã ký hợp đồng ca sĩ độc quyền với công ty Cát Tiên Sa trong vòng 5 năm.